quý vị và các bạn đang đến với Lâm Đồng 168 giờ, chương trình điểm tin hàng tuần của báo Lâm Đồng điện tử. Và đây là số đầu tiên của Lâm Đồng 168 giờ trong năm 2014. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Hoàng Liên Sơn xin được gửi đến quý độc giả gần xa lời chúc một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị, có thể nói những ngày vừa qua là những ngày lễ hội tưng bừng của phố hoa Đà Lạt khi thành phố tổ chức tuần văn hóa du lịch 2013 với 3 sự kiện lớn: Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 5, kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, và công bố năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên Đà Lạt. Rất nhiều chương trình lễ hội, các cuộc triển lãm tranh, ảnh về đất, hoa và con người Đà Lạt đã được tổ chức khá công phu nhằm thu hút du khách. Trong vô vàn những sự kiện lớn nhỏ ấy, chắc chắn không thể không có những thiếu sót. Nhưng về mặt tổng thể, có thể nói rằng tuần văn hóa du lịch Đà Lạt năm 2013 đã diễn ra khá thành công. Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, các sở ngành ước tính có khoảng 200.000 lượt khách đến Đà Lạt để du lịch, ngắm hoa và tìm hiểu về văn hóa và con người của thành phố này. Thưa quý vị, vừa qua tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng chương trình viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật cho các dự án an sinh xã hội thuộc một số tỉnh phía Nam. Lâm Đồng nhận được số tiền 853.000 đô la Mỹ dành cho việc thực hiện 4 dự án xây dựng trường học ở các huyện nghèo. Thưa quý vị và các bạn, năm 2013 là năm cả nước cũng như Lâm Đồng có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Đó là kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, khủng hoảng nợ công, cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực, diễn biến phức tạp trên Biển Đông đã tác động bất lợi đến tình hình kinh tế xã hội. Trước tình hình trên, Đảng và Nhà nước đã kịp thời điều chỉnh trọng tâm, chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung ưu tiên, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội. Đối với Lâm Đồng, tình hình kinh tế xã hội năm 2013 tiếp tục phát triển. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 13,4%, tuy chỉ đạt khoảng 95% kế hoạch, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức cao hơn bình quân chung của khu vực và cả nước. GDP bình quân đầu người đạt 38,4 triệu đồng, đạt 97,2% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 5.000 tỷ đồng, đạt 90,9% dự toán địa phương, tăng 11,6% so với năm 2012. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng đã được chú trọng và có bước phát triển khá. An sinh xã hội được bảo đảm, các đối tượng chính sách và gia đình có công được quan tâm chăm sóc. Thưa quý vị, trên số báo đặc biệt Tết Dương lịch chào năm mới 2014, báo Lâm Đồng có bài phỏng vấn đồng chí Hoàng Sĩ Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Nhằm khắc phục những hạn chế trên, bắt tay thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2014. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn chung của cả nước, theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải thực hiện với một tinh thần tiến công, quyết tâm cao nhất, phải liên tục phấn đấu, luôn suy nghĩ, nghiên cứu, tìm giải pháp thực hiện để đạt cao nhất mục tiêu, kế hoạch. Các tổ chức cơ sở đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác tư tưởng, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, công tác đảng viên, công tác dân vận của đảng. Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện các chủ trương nghị quyết của đảng và kiểm tra giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, trọng tâm là chỉ đạo khắc phục yếu kém, khuyết điểm. Quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị gắn với cải cách hành chính trong đảng. Năm 2013, toàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 149 người và bị thương 223 người. So với năm 2012, đã giảm 30% số vụ và giảm 38,4% số người bị thương, nhưng lại tăng 4,93% số người chết. Số liệu từ Công an tỉnh, lực lượng Công an Lâm Đồng đã xử phạt 97.359 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 7.943 xe mô tô, 181 xe ô tô và 58 phương tiện giao thông khác, thu nộp kho bạc gần 47,3 tỷ đồng.
Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ nay đến năm 2017 sẽ đầu tư 38 tỷ 158 triệu đồng cho chương trình đầu tư bảo tồn và tôn tạo di tích Cát Tiên. Dự án này do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch làm chủ đầu tư. Mục tiêu được đưa ra là góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của khu di tích khảo cổ học Cát Tiên, tạo dựng cảnh quan, quản lý và tổ chức hoạt động dịch vụ tham quan du lịch. Thưa quý vị, 120 năm từ ngày được khai mở, trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió Đà Lạt, hoa gần như gắn liền với thời gian hình thành và phát triển của vùng đất kỳ diệu. Tình hoa luôn gắn với tình người và đất. Sau bao thời gian cùng với nhiều biến cố của lịch sử, nhưng nghề trồng hoa Đà Lạt luôn phát triển với tốc độ nhanh cả về chất lượng lẫn quy mô. Cây hoa đã nhanh chóng trở thành một trong những cây trồng chính, mang ý nghĩa cả về kinh tế và xã hội. Sau hơn 70 năm hình thành, nghề trồng hoa đến nay đã phát triển vượt bậc. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, diện tích hoa Lâm Đồng tăng nhanh từ 3.115 ha năm 2008 đến năm 2013 ước đạt 6.290 ha, sản lượng ước 2 tỷ cành trên năm. Là địa phương chủ lực, trong năm 2013, diện tích hoa của Đà Lạt chiếm 69,3% diện tích sản xuất và 74% sản lượng hoa cả tỉnh. Riêng trong hai năm 2012 và 2013, diện tích hoa tăng mạnh hơn 47,5% so với năm 2011. Hiện nay, Đà Lạt có trên 400 loài hoa, với hàng ngàn giống hoa đã có từ lâu đời ở Đà Lạt hay xuất xứ từ châu Á, châu Âu, châu Úc. Trong đó, cúc và lê ơn là hai loại hoa chiếm diện tích nhiều nhất. Hoa là cây trồng có giá trị xuất khẩu đứng thứ hai sau cà phê ở tỉnh Lâm Đồng, chiếm trên 75% thị phần xuất khẩu hoa của cả nước. Quá trình xây dựng thương hiệu hoa Đà Lạt cũng gặt hái thành công lớn, khi có 6 chủng loại được cấp thương hiệu là Địa Lan, Cúc, Hồng, Cẩm Chướng, Lê Ơn và Cát Tường. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Lâm Đồng 168 giờ số đầu tiên trong năm 2014 xin được khép lại tại đây. Một lần nữa thay mặt những người thực hiện chương trình, Hoàng Liên Sơn xin được chúc quý vị và các bạn những ngày cuối tuần đầu tiên của năm 2014 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.